lòng thành bán đạo, tâm trí thành. Con xin cầu đạo cầu bình an. Quả thực nhiên đã dâng lên nên đăng tràng. Quả thực nhiên đã dâng lòng tin bái thỉnh chùa tiền ra cử đền. Tiệc mở thung dung tiết trọn ngày lành. Tiệc mở thung dung thỉnh tam tòa chư tiên thanh hội công đồng lại giang đàn duyên. Thỉnh mời đệ nhân thiên tiên đệ tác phong chi thăng xe loạn bóng dáng trần. Vân cát thôn cùi đất phủ dày. Vân cát thôn cùi nghĩa ngưng tiên bản nó đời lê mau cải trần. Phật lô bước xa nhiệt pháp rơi mong luân chư Phật này hồi tật giáo văn tùy sơ kết tường vân thành nghi vương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thách ra hồi cung thì mời đệ nhị chúa tiên đi. Tích xưa sinh thành bóng ngự đèn dòng sơn. A Di Đà Phật giới đình chân hương thần khởi dung thiên kiêm đệ tứ kiên thành nhật tài kinh đô. Phóng hoạn cách nhân luân tích biến mãn thập phương nhất nhật xa dư biến ngạn thiếu tay thành ra hồi cung thanh màu đệ tam mê văn con thỉ mời thanh mẫu đệ tam mê xích lần lòng nữ mộ giáng đàn chứng minh sớm kết loan phòng kinh xuyên mình sớm kết ma lan phòng bạch mai tiểu thiếp ma đem lòng diêu an. Phật diêm đan hai ngàn lỗ nhiên minh ngưng xa du từ bò lượng vô ương hòa nội đất thanh ngưng chi tâm kim cương nhất du biến tập phương. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Song nhãn cái quang thập cờ hiệu quang minh chiếu đàn duyên ngã tích tăng cúng giang kim phục hoàng thân cận thánh thương vương. Ca lăng thập hoàng ngân từ bi mẫn giúp sinh cô ngã kim đinh lệ dòng nhãn thập cờ hiệu quang miếng và chiếu thiên tôn. Sa đoàn thanh gia hồi cung nam phạt nam thanh rồng bay nam phạt nam thành cường dây hiến bảng cường dây nước tông bốn dòng đàn chư thiên cung cường cảnh thiên thai vua ngọc hoàng sáng ngự thiên thai thành vận gia vô ngự dây chứng minh. A hồi cung bắt đầu nam tào phế biến bắt đầu nam tào sổ sinh sổ tử xét đến xét tuổi cho người trần gian. Thành ra hồi cung có lệnh truyền ra thánh ông về người có lệnh truyền sang các quan thoại bộ nay cùng là sư dinh hồ binh nắm phạt nam thành. Nắm phạt nam thành quân hồ binh nắm phạt nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi.
ánh bầu trời, tiên cảnh bồng lai nghinh, gió nam thoang thoảng hương bay về nghe dưới nghe dưới trần gian điện thế nghe trung linh khắp sai đổi lệch thiên đình thay quyền thiên na địa làm quan nghe trong chiều lắc đầu càn sông
mình. Thánh ông có lệnh chiến xa, quân quán thủy bộ đánh cùng là sư dinh Hồ Bình nắm động Nam Thành. Đánh đông dẹp bắc, tung hoành mọi nơi bên đông cửa tiếu cửa đài. Song nhang khai quang thập cờ hiệu quang minh chứng đàn diên, gã tích tăng cũng giang kín phục hoàng thân cẩn thành chúa tiên trừng cường. Văn trang kính dân hôm nay, văn trang kính dân đức ông tàu đôi biên cho tường về cho đệ tử bình an. Chữ vu chữ quỳ phong lãnh hạ trừ độ cho từ một tới mười. Khai ấn mở cờ quan lớn về người, khai ấn mở cờ độ cho đệ tử được đắc lộc thiệp sang độ cho Hà Sa. Văn trang kính dâng hôm nay, văn trang kính dâng
đức ông tô đôi xếp biên gió tương phiền gió đệ tử bình an. Lớn về người khai ấn mở cờ độ do đệ tử được đời đời vinh hoa độ do phúc đặng hà sa. Dòng nhang khai quang tâm cờ hiệu đức ông xứng hoa ban đã tích tăng cúng giang kịp phục hoàng thân cận thánh chúa tiên sừng vương. Hoàng ân tử bi mẫn giúp sinh cô ngã kim đình lệ dòng nhãn thập cờ hiệu quang biến và chiếu đàn diện. Việt Nam Dương thì nghe lịch đế vương kỳ thế nghe chi ngô bình phủ thiên dương tức bạc nghe địa danh sơn hào dục tu trung linh khám kỳ nhỉ. Xuân này lại khác mà xuân dừa nhá. Phủ ta lại có nhỉ. Mà mở cờ thì hôm nay nhỉ. Được ông trưng lễ mà khai đàn nhá. Ở quân phủ xã Đắc nhỉ. Thì được khang linh thọ trường. Ban khen ban thưởng thủ nhang nhá. Tấm niêm trưởng mộ nhỉ. Phụng sự ông ta nhá. Kim chi đôi nước mà soi lòng nhỉ. Bàn đền bàn phủ nhá. Thì khang trang tứ bùa nhỉ. Ngày nay khai ấn mở cờ nhá. Chuông reo chống dục kèn vang nhỉ. Hội vui chiêm ngưỡng thì anh hùng ngàn năm nhá. Công phù sẽ đắc bình an nhỉ. Con nhà từ xa gần gần xa nhá. Nhà nhà vũ thuận phong điều nhỉ. Đức ông chứng lễ mà khai đàn nhỉ. Gia trung nhỉ. Đắc đạo nhỉ. Sẽ được quân quyền nhá. Kim chi nhỉ. Bàn đền bàn phủ mà tứ phương nhá. Con nhang đệ tử nhỉ. Quân quyền nhá. Sẽ được được soi nhỉ. Đây các chủ nhá, là tứ phương nhỉ, ngày nay hội tụ nhá, bản đền nhỉ, mừng xuân nhá.
kéo đi đường đường chinh chinh ngây ngây anh nghe cơ đội nào nghiêm chỉnh nghe trước sau dưới thuyền chen bộ đua nhau uốn lưng lỡ núi gật đầu cạn nên sông quốc nghe sử ý Việt Nam trường thì nghe lịch đế vương kỳ thế chỉ ở bình thành ra hồi cung đặt gối tâu quỳ đệ tử con đặt gối ngã tâu quỳ thỉnh ông Đông Hải ngã người về sáng lập giáp mã binh tùy bao phiên giáp mã binh tùy đã vô hóa khắc lại bị phạt sầm thành ra hồi cung hoa hải đường thần tiên đệ nhất na tất bạc hương vương cố la đừng trầm mạnh thành ra hồi cung nhị vị đại hoàng tâu vương cô tên gọi đại hoàng cô thông minh trí tuệ nga đảm đang việc trong ngoài thành ra hồi cung cửa xuất tờ mờ trong sang ngoài cửa xuất tờ mờ chiếc thoi cô bé lững lờ thành ra hồi cung thì mấy cậu bé cửa đông ngà một mình cậu len lỏi ngà ngược đèn tối lịch thành ra hồi cung thì mời lễ mai chùa tiên anh linh sắc sáng sáng biển tuyên qua đất chùa ngàn là còn ngôi đế thích bà giáng sinh vào quý tộc lê gia năm thần bốn hai tháng ba tháng ba định sinh tiến chúa khai hoa dần thì vẻ nhan sắc ngóc phương phi yêu điều nét dịu dàng tô điều tốt tươi dùng nghề con sáng tựa trời người như hoa mái tóc mây xa ngào tưởng tuyết mà đôi châm cài ngọc tiệp thu ba tóc mây xe mái mượt mà tái hoàn vàng cổ
phách kim cương quần chân áo chít khạc ngược. Chân nắng đi hay sao mà tựa nhường khai hoa, đội nón chiêm lặng hoa hậu quỳ, lưng đai xanh bồ đầy sao quay, chiến đầu lửa sắc bông cài. Đồng tiến nàng hộ tổng 72, các ngang lục các lang nghe tiếng kinh, tiếng mán rõ ràng. Thôi bán nguyệt hò phán đông đình đàn ngủ ấm, tăng tích tình tan điểm thành bà bè lại chê. Tạm cờ gió mát trăng thành.
sao chơi rừng cấm tốt nó xanh dường già nước gì sao mình nghĩ đường tù thủy ngôi đền thờ tụ khí dung linh non cao văn tường thiên hình điều thù ngâu nái hồ bào đủ muôn loài sao sao say lát nghe tiếng kinh tiếng mán chê ngàn cấm quang hàn khi người cũng ngã cấm quang hàn bắc bục hoa vàng thành tươi có ven tươi thanh nghi sơn bích đông lệnh truyền đòi các ngã chúng sơn tinh ngắm xem phong ngã cảnh hiểu đức thanh mong chùa tiên hiền hiền đền kỳ la cung ngã cầm nguy ngã đồng đằng ao cả quê nhà soi trời lời nam tiên đồng cuồng tiên chúa giáo trần tộc phúc lành quyền cao
con đường mòn xuôi vào hang động, trầu giáng sinh trên đất tổ đông cuồng nằm tuần ngày mắng sơ tuần. Bà giáng vào lãnh tộc phúc lành quyền cao, con đường mòn dẫn vào hát đông, vì đến đây tôi cùng anh linh chứng minh đệ tử lộc lộc trên ngàn tiên trưởng ban cho, lộc chùa lộc ở trên ngàn đi tươi về tốt, vẻ vang đời đời chùa cho đi chín về mười, buồn mày ban đắp ở trên đời mọi việc à. Thank you.
vốn dòng là công chúa thiên tài. Giáng sinh hạ giới ba quyền cái nó ngàn, giáng sinh hạ giới ba quyền cái thương ngàn. Quang minh chứng đàn duyên, Nga tích tăng cúng giang, kim phục hoàng tân tật, thánh sơ tiền trừng vương, ý nghĩa à, à. Con trình vua cha, con trình lên các bóng mê các tòa, người đồng quan lớn trình tòa sơn trang. Con trình lên, con trình lên tiên chúa lê mai trên ngàn. Con trình lên bà lê mai ở trên yên bản mệnh trong tâm mi vững vàng, cho đồng thanh bóng lịch được khang trang ý nghĩa. Soi từ thành thị đến kinh đô, soi cho đất nước bốn mùa thêm dân. Xoay cho đất nước trăm lần đi mọi loài, xoay cho đất nước trăm lần mọi loài. Chứng thương đồng khi bấy nhiêu, chứng rộng lại đỡ ra rồng ý nghĩa ơi à. Soi tâm soi chứng cho đồng, yên bản mệnh trong tâm mi vững vàng, do đồng thanh bóng lịch được khôn ngoan ý nghĩa. Về đền chứng mãn đàn duyên, độ cho đệ tử được thiên nhiên thọ trường, bản đồ cho muôn bàn trăm đường, gia trung thịnh vượng lộc tài mỹ ngân hoa, chữ rằng thanh giang lưu huân ý nghĩa. Bóng sáng người tiên nữ đang đi về tới bàn đèn đấy, bóng sáng người tiên nữ đang đi về về tới bàn đèn đấy. Sóng đăng ai thấp thoáng thấp tăng bên lồng, một bầu dương sáng tốt tươi dương
phương xa, soi lên ngàn mố đắng hái hoa. Cụp vào là đất xê giá mới là trời, cụp vào là đời xê giá là trời. Đất nước bốn mùa thềm dân, sóng đang ngay sáng tỏa xa gần. Xoay đường lục đạo trầm luân đến mọi loài, xoay cho lục đạo trầm luân mọi loài. Sóng đang tầm thập thoa, sáng lung linh trong bình yên. Đục tiên tỏa sáng, tay múa mẹ bay, như gió vần mây cho nước non nở hoa. Trời xinh như hoa, bà đẹp như tiên. Sáng đi dịu dàng, sáng đi dịu dàng. Bờ môi hay cười làm nắm say người chân vào. Tiền ngày hôm nay thành đồng ngon nhất tâm ý nghĩ nhà một bình đi hai hoa, hai trăm hoa mang đem về dâng bầu, độ cho thanh đồng phúc đặng bí hà xa. Ý à, núi núi cao chân núi, mây đứng trời lực lỡ trôi. Núi núi cao chân núi, mây lưng trời cứ lực lỡ trôi. Đành tiên xuống đi dừng nhiều đường lắm lối. Tiến bà chọn lối này, tiến bà chọn lối này thôi. Đôi núi bao sao, lên đàn đi hái bông hoa. Hái hoa mang về đến đây, biết bao thanh đồng đang chờ mong bán hèn. Biết bao thanh đồng bà chờ mong bán. Mở cờ nhá, chú bà đánh tiếng sai lời những người trần gian nhá. Anh em từ xa gần gần xa ba về bốn bên ngày nay tụ tập nhá, ngày về bàn đền bàn phú nhá, quán tiệc ngày hôm nay nhá. Ngày ấn mở cờ nhá, chú bà này có đôi bần thơ để gửi đến người trần gian đầu xuân năm mới nhá. Ai từng đã đến mà thủ đô nhá, trong hồ Hoàn Kiếm mà thăm lăng thì Bác Hồ nhá. Mà từ từ xe chạy vi vu nhá, trên đường quốc lộ số 5 rộng dài nhá, thì dễ cháy nhất mà cổ bi nhá. Nằm bên sông Đuống có tên mà Nhị Hà nhá. Nếu mà chợ vàng nằm giữa và ba thôn nhỉ, thì sang bên trái thôn của chú bà ngày nay tọa ngự nhỉ. Nếu không phù thủ nhang ngọc nguyễn nhỉ, con nhang đi từ xa gần gần xa ba về bốn bên nhá. Lộc tài vượng tiến sở cầu nhĩ sở nguyện thì đồng tâm nhá. Nếu mà người cầu con được con, người cầu của nhỉ, cầu sức khỏe được bình an thì người cầu công danh thăng tiến, người cầu thi tài đỗ đạt nhá. Thế
và bản đền bản phủ một ngày khang trang nhỉ. Ơn này là của chúa ta nhỉ. Ơn này là của nhỉ. Và ơn ta nhỉ, và giúp người nhỉ. Ngày nay bản đền khang trang nhỉ. Con nhang đệ tử nhỉ. Xin đắc đạo nhỉ. Mà tứ mùa sẽ được bình an nhỉ. Chuông reo chống dục kèn vang nhỉ. Hội vui chiêm ngưỡng anh hùng ngàn năm nhỉ. Đón tiệc nhỉ. Bắt đầu chảy hội Đông Cuông sắp tới nhỉ. Chú bà tọa ngự nhỉ. Khung phù rất đắc bình an nhỉ. Con nhang tử nhỉ. Được khang linh thọ trường nhỉ. Lòng bàn tay bắt ngân mang giếng do thanh đồng từ đây ban cho tiền tốt lụa dày bán danh bán diện cho tâm linh do đồng bán danh bán diện cho thanh đồng nhất tâm người tiên nữ đang đi về trong quá là xinh bóng dáng người tiên nữ đang đi về ba trông thật là xinh này tiên xuống đi dựng nhiều đường lắm lối này người ơi bà chọn nơi này tiên bà chọn lối này thôi đôi núi bao xa đi lên ngàn lại hái bông hoa hái hoa mang về đến đây biết bao thành đồng đặt cho bóng bàn kèn biết bao thành đồng chờ bóng đền y lá cũng điệp quỳ nga đồng đăng áo cá quê nhà ý. Phóng lên mài đại vương thông minh trí tuệ hơn người à nghĩ con lễ bái để kêu cầu ý ya.
ra hồi cũng